Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái kênh YouTube gốm Nhật Xuân Lãnh nha anh chị. Và những cái dòng sản phẩm bên em lên á, anh chị yêu thích món nào anh chị cứ nhắn tin trực tiếp, hoặc là nếu anh chị đã sử dụng mà anh chị đã sử dụng Zalo đó anh chị mà kiểu như anh chị những cái sản phẩm bên em lên nó hơi lâu, thành anh chị thích món nào đó anh chị cứ chụp cái theo cái ảnh anh chị gửi qua thì em sẽ tìm hàng rất là nhanh nha anh chị. Và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã luôn ủng hộ cái kênh YouTube này. Và em cũng xin thông báo là bên em bao bể nha anh chị, bao mẹ ship toàn quốc nha anh chị, bao bể kiểm tra hàng trước khi nhận nha anh chị. Rồi em sẽ lên bộ này anh chị, bộ này là một cái bộ của Pháp nha anh chị, một cái bộ của Pháp. Bộ này là một cái bộ trà của Pháp anh chị. Trà này là một gồm là có một bình nha anh chị, một bình gồm một bình là một bình, một rốt, một hũ đường nha anh chị, gồm là mới, nói chung bộ này là rất là mới anh chị, chưa qua sử dụng nha anh chị, chưa qua sử dụng. Viên là viên vàng, viên vàng nha chị, họa tiết là hoa nha, chưa họa tiết là hoa nha chị, truyện là có truyện Pháp dưới này nha chị, truyện vàng luôn, hai đai là vàng, trên này cũng là vàng nha chị đấy. Hũ đường còn đây là rốt anh chị, cái này là một cái hũ rốt cũng có truyện và hoa nha chị, đai vàng luôn nha. Và cái bình anh chị, bình này là bình đó, bình này anh chị một cái bình là gọi là bình rốt luôn nha anh chị, bình rốt nha. Một bình này gồm cái của Pháp nha chị, của Pháp viền vàng luôn, nói chung là viền vàng không tùy vết gì hết đó anh chị. Rồi cái xếp trà anh chị, cái này là một bình, nói chung là 6 xếp trà, ok, rất là ok nha chị, mối tên luôn. Đây là chị, còn bộ xung quanh là vẽ vàng hết nha. Dĩa là 12 nha chị, dĩa của dĩa này là 12. Rồi ly chị, ly này là đường kính là 7.5 và cao là 5 anh chị, cao là 5 nha. Bộ này là của Pháp nha anh chị, xuất sắc đẹp luôn. Bộ này em bán cho anh chị là 4.500.000 đã sale giá rồi nha anh chị, đã sale giá rồi. Do em đã bán chị là em cũng nói chung là em cũng có nói trên like là những em nghỉ hơi giá, nói chung là em nghỉ hơi lâu, thành toàn bộ các sản phẩm là em sẽ sale toàn bộ nha anh chị, sale giá toàn bộ. Bộ này là 4.500.000 nha anh chị, 4.500.000. Anh chị chốt giùm em mã S1. Ê, có rầu mà rồi cái này anh chị, mã Q1 nha chị, mã Q1 4.500.000, mã Q1 nha chị, 4.500.000. Đấy, 4.500.000 cái bộ này là gọi là siêu xuất sắc nha chị, siêu xuất sắc, 4.500.000. Tổng là anh chị, tổng là 12, 13, 14, 15 món nha anh chị. Đấy, 15 món. Rồi, 4.500.000 Q1 nha chị, Q1. Đó, siêu xuất sắc. Rồi em lên cái bộ này, bộ này anh chị, bộ này là hai cái dĩa hoa hồng hơi sâu lòng một xíu nha anh chị, hơi sâu lòng một xíu, mà cái này là rất là đẹp anh chị, rất chắc đẹp luôn. Đường kính là 23.5 và cao là 4 anh chị, 23.5 cao là 4.
Cái này là bộ này là một cái bộ hoa hồng nha chị, một bộ hoa hồng. Viền này là viền bạc đó chị, viền bạc nha. Viền bạc xuất sắc đẹp luôn. Hơi sâu lầm một xíu anh chị dễ sử dụng nè. Anh chị ví dụ múc xào múc cá anh chị nó hơi sâu lầm là mình dễ đựng, không có bị chảy nước ra ngoài. Rồi cặp dĩa này em cũng 23.5. Rồi cặp này em bán cho anh chị 120k thì mỗi cặp này là, mỗi dĩa này là 60k. Hai chiếc này là 120k. Anh chị chốt em mã Q2 nha chị, mã Q2. Xuất sắc đẹp nha anh chị, nói chung là vẽ tay nha anh chị, không phải đờ can dán gì đâu nha. 120k Q2 nha anh chị, Q2. Rồi em lên cặp này chị, cặp này là một cái cặp dĩa, này là một cái dĩa phụng anh chị, phụng là viền xanh anh chị, chuyển ký đầy đủ nha, viền xanh chuyển ký đầy đủ luôn. Viền xanh chuyển ký đầy đủ. Bỏ đây. Cái chiều đi. Cái chiều chiều mấy cái bể đó. Nếu mà đi luôn cái mặt mấy này nó còn chưa như hóa đơn rồi em lên. Đường kính là 24.5 nha anh chị đấy. Đường kính 24.5. Rồi cái cặp dĩa này em bán cho anh chị là sale giá cho anh chị cặp này cũng 110k. Hai chiếc nha anh chị, 110k hai chiếc nha. Đấy, 110k hai chiếc, anh chị chốt giùm em mã C2 nha, xin lỗi mã Q3. Mã Q3 nha anh chị nào coi là phụng nha chị, phụng nha. Mã Q3. 110k là mỗi dĩa này chỉ có 55k anh chị, nó cũng hơi sâu lầm một xíu nha. Đó, những cái trạng này anh chị dễ sử dụng nè. Rồi em lên một cái cặp dĩa này chị, một cặp dĩa mèo họa tiết là hoa nha chị, họa tiết là hoa nha. Dĩa này là đường kính là 20.5 anh chị. Đường kính dĩa là 20.5. Rồi một cặp dĩa mèo nha chị. Một cái cặp dĩa Hello Kitty nha chị đấy. Một cặp dĩa này siêu xuất sắc lam. Rồi cặp này em cũng bán cho anh chị với giá là 120k một cặp nha anh chị, 120k một cặp. Thì mỗi dĩa này chỉ có 60k. 60k một chiếc nha chị, hai chiếc 120k. Ở chị trong này là họa tiết là một cái hình mèo và này chị xung quanh là họa tiết là hoa đào nha chị. 120k anh chị chốt giùm em mã Q4 nha chị, Q4. Q4 120k. Rồi em lên cái này anh chị, cái này là một cái dòng dĩa chữ nhật anh chị, nói chung là dòng dĩa chữ nhật nha, cũng là dòng mới, rất là mới nha anh chị. Nói chung là cái này em vừa theo cái kiểu như anh chị, theo cái kiểu như lô siêu thị đang chụp hình, nó có nguyên một cái lô anh chị. Và những cái báo nha, dĩa này nó có những cái đốm đen ở trong này, lỗi bây giờ lỗi là do nhà sản xuất nha anh chị đấy. Em báo nha, thành em cái toàn bộ là em sẽ sale hết nha anh chị đó. Nói chung là dĩa chữ nhật, đường kính của dĩa là 18 anh chị và ngang của dĩa là 15.5 anh chị ha. Rồi dĩa này 2, 4, 6, 8, 10 chiếc đấy. Dĩa này có 10 chiếc nha anh chị. Cái báo chị nó có lỗi xíu nè chị, nó nói chung nó chấm trong này, nói chung ảnh hưởng gì mình xài hết nhỉ sử dụng nha. Rồi anh chị em nghĩ như là cái viền anh chị họ sẽ làm không phải là dâm nha chị, nhìn tưởng dâm mà kiểu như cái này nè chị, nó làm cái vẻ kiểu hơi kiểu như hai bên thì đậm, một chính giữa là bị nhạt nha chị đó.
Rồi, cái này là 10 chiếc, em cũng sale cho anh chị là 2, 4, 6, 8, 10 chiếc. Dĩa này rất là nặng anh chị, thật tình là em sale, em sẽ xả chứ thật tình là mấy cái dĩa này lên live bán là gửi đi bao bể bao mễ là anh chị lỗ cánh luôn, thật tình luôn. Anh chị mà đã vô, anh chị đã sử dụng những cái anh chị mà cửa hàng gốm sứ là anh chị sẽ biết những cái hàng này bao bể bao mễ mà sale nữa là phải là em báo là chị chỉ xả được lấy vốn được bao nhiêu thì lấy vốn lại thôi, chứ còn đã là kiểu như mấy cái này là lỗ cánh luôn nha anh chị. 2, 4, 6, 8, 10 10 chiếc luôn. 10 chiếc này em bán cho anh chị với giá 240k. Ủa, nó nặng lắm anh chị, nó nặng rất là nặng luôn nha. 240k. 240k mà cái này 4kg anh chị thử nghĩ là cái này 4kg 240k. Đó thành là còn có 50k một ký. 4kg là 200. Rồi nha chị, đây em sẽ báo cho anh chị nha. Bên em các sản phẩm anh chị chuyển khoản thì em sẽ bao phí. Mà trong vòng anh báo chị, trong vòng đơn đi từ 500k nha chị, ít quá thì bên em đơn đi từ 500k nha. 240k 10 chiếc. Anh chị chốt giùm em mã Q5. Mã Q5 nha anh chị, 240k mã Q5 là 10 chiếc luôn anh chị. 10 chiếc ok nha. Nói chung cái này là mới chưa qua sử dụng nha anh chị, báo rồi nha. Rồi. Em có 4 cái ly mật anh chị, những cái ly cốt mật nha. Những cái ly cho mình cái này đó. Bỏ chùm bỏ lên cao cái mới nha. Cho trời, em cuốn một chỗ bằng mã giấy.